Thì hôm nay tôi sẽ review cho mọi người xem thử. Hôm nay sẽ review cho mọi người xem là một cái em áo như thế này. Đây là một em áo cũng dù nhưng mà em áo này không có gài nút, em thấy là chồng như luôn mọi người đó. Em này là màu xanh nước biển, xanh nước biển. Em ấy nặng tay dạng này ngoài nè. Ở mặt sau em này sẽ có một cái logo, một cái logo như thế này. Tôi thấy em này khá là đẹp nè, vừa đẹp nè, em mặt dưới của em nó cũng có bộ dáng luôn. Dáng giường nữa. Ủa hình như là giường cái gì mà người ơi. Nó tôi lộn nè. Lộn tủ quá. Con ngược cái gì mà lộn nè. Ngược cái gì cha ơi. Con ngược của người ơi. Xài đó, con ngược. Nãy giờ tôi review mặt sau đó. Mặt trước của nó này nè. Ôi, nó đẹp. Ở nhà tôi lâu lâu tôi lấy đồ để tôi review cho mọi người. Tôi nhìn nó kỹ hơn á. Và tôi thấy nó đẹp lắm luôn á trời. Cái màu ở trong đây nè, là màu xanh đậm nè, như thế này đúng không? Ở ngoài nè, nó là màu xanh hơi nhạt xíu. Rồi chữ là chữ thiêu luôn, mọi người chữ thiêu luôn á. Đẹp như thế này nè, ngoài sao nè. Ngoài mà sao sẽ chữ như thế này nè. Có đẹp thế nhạt để tôi mặc thử. Tôi sẽ che lên cho mọi người dễ thấy nữa. Tôi muốn đi về nấu cháo hay làm gì đó, tôi ăn cơm, tôi đói bụng quá. Mà biết có gì đó tôi ăn. Trở lại em. Vậy tại sao? Vậy tại sao tình yêu của anh đã trao? Anh đi lấy không chào ai chẳng không tìm. Anh đã thương em thì trong giấc mơ của anh là những mắt em bên tai mỗi đêm. Để tôi đi coi cái. Mọi người đợi tôi một xíu nhé. Giấc mơ của anh là những nắng đêm sau mỗi đêm. Giấc mơ của anh là những nắng đêm. Tôi quay mình lắm thứ mấy rồi ta. Lần này gì á? Clip này lấy thứ 5 của tôi hay gì nữa. Lấy thứ 5 này mà tôi còn sức để chơi với mọi người tất cả này.
Chán quá. Không tối. Đi gặp hay gặp quen gặp thằng Quy. Mấy ngày rồi đánh Quy mọi người. Này cái mặt nó láo lắm. Trả lại em tình yêu đến đâu anh muốn bên mình để em vẫn là vẫn là của anh về tay sao mình về tay sao nhiều người ta dẻo mà làm hay lắm. Thì đến thêm cái này tôi sẽ kết thúc tại đây nè mọi người. Những bạn nào hứa tôi hãy cho tôi xin một like, một share, đăng ký kênh và nhấn vào nút theo dõi để có thể theo dõi những video tiếp theo của tôi nha mọi người. Còn bây giờ thì bye.